Tôi Quy Tà Lộc, hiện tại tôi có mặt tại nơi Lăng Bà, khu 9. Và trước mặt tôi đầy sóng gió và bão. Ở đây thì nơi này gió và bão lúc nào cũng có. Quay trời luôn. Ở nơi này là một cái nơi miệng gió tại nơi Lăng Bà này. Đấy, cực kỳ linh thiêng tại nơi Lăng Bà. Ở phía trước tôi rồi, để tiếp tục thì tôi sẽ tiến vào bên trong tà lễ. Đấy, ai cái lọc đề để mà tà lễ cổ chính này thì nơi hôn vắng hôn sơ đầy linh thiêng tại nơi Lăng Bà này thì đã cho về đấy 73 miền Nam, 37 ở miền Bắc này. Và để tiếp tục tôi sẽ tiến vào bên trong tại là tiếp theo. Và mọi sự thành công ngày mới, ngày 19 rồi. Rồi thì ở đây ấy không ai thấy tại là cả ấy, rồi nó là nó ít bao nhiêu. Ở trước mặt tôi là một cái cây to, rất là to. Và ở đây chỉ là có một cây to này thôi. Cây này chắc lẽ là rất là linh thiêng đấy. Thì tôi đang tiến vào bên trong tiếp tục ngày mới này. Và ở đây ngày nào cũng muốn đi đến đây đó. Cây này người ta buộc cái dây đỏ này. Làm gì? Làm cái dây đỏ ở trên cây này. Rồi, trước mặt tôi là một cái đầm hồ. Đó. Rồi thì tôi đã vào bên trong. Và ngày hôm nay tại nơi Lăng Bà này đấy, ở đây là toàn chữ tàu. Và để tiếp tục thì tôi sẽ tại đây. Rồi thì nơi này cực kỳ linh thiêng để cho về may mắn mày. Và để tiếp tục là tôi sẽ thắp một lên nén nhang, nén khói để mà ấm lòng nơi Lăng Bà này. Đấy. Ngày nào cũng gió bão tại nơi này. Rồi thì tôi sẽ đặt đồ vào linh hương. Rồi thì tôi sẽ tài lại một chút tiền nhân bạc. Rồi thì tôi có gì cũng nói thôi. Đó. Tiền nhân bạc này để trả lời thì để cho miền Nam là 73 này, miền Bắc 37 thì tôi có một chút tiền nhân bạc này để trả lời thì không ai trả lời nơi này. Tôi cũng có một chút tiền nhân bạc này
để đại lễ và đèn thắp lên tại nén hương nén thuốc. Để mà cầu nguyện phù hộ đồ thi thì ấy thần minh nó rất là gây đầu ai tôi không biết điều này thì ai có lòng phải trả lời. Người này đời sự linh thiêng. Rồi thì tôi thắp lên một nén nhang. Ở đây ngày nào cũng bão bùng ở đây. Hoa cực kỳ lên thiên tài này. Và sự tâm linh là ai thì ai cái lọc thì trả lại tôi không biết điều đó. Thì không có ai trả lời thì tôi cũng có chút tiền vàng bạc này để trả lời. Thì để mà ấm lòng và thắp lên miếng nhang, miếng khói để tại nơi này các chư vị hiện linh. Rồi ngày hôm nay sẽ điều gì sẽ xảy ra ở đây và tại nơi lăng bà này. Rồi mỗi chỗ mỗi cây. Thì ngày hôm nay ngày mới thì hôm nay tôi có gì chút tiền nhận bạc để mà tạ lỗi thôi. Thì ở đây nhang khói để mà thắp lên để mà ấm lòng tại nơi này và tại nơi lăng bè này đó. Còn ai có lọc thì ở đây tôi không biết. Thì sự tâm linh rất là ấn ấp nơi này đầy linh thiêng nơi này. Nơi này là một nơi nhiều gió ấy. Ở chỗ này là một cái hốc, cái hốc ấy. Đây một cái đầu núi này. Và ở phía bên kia cũng là một cái đầu núi và ở chính giữa là một cái hốc, cho nên nơi này cực kỳ linh thiêng. Và để tiếp tục tôi sẽ là chúc tiền nhận bạc này để chi vị các ở đây đem lành.
ai mua cái ủng hộ thì tay cây miếng bánh, còn không có thì nhìn ngang như khôi chỗ này. Rồi, Nam Mô Đà Phật như ngài chi gì các đất đai dương trạch thành hoàng bổn xứ bạch mã thái giám hoàng trạm quốc lý thượng trướng đất đai quyền trưng đô lộ cây keo bóng mát các cô của 2, của 3, của 4, của 5, của 6, của 7, của 8, của 9 thì ở đây con chúc và chị Nhật Bạc này để tại lễ đó thì cũng đã cho về miền Nam miền Bắc. Thì để ngày hôm nay sự linh thiêng tiền tài mọi sự thành công ở đây thì cô phù hộ độ tri sự linh thiêng tiền tài rực rỡ ngày hôm nay 19 rồi đấy, tháng 12 thì các chư vị thủy sông hà lai động điện ấn lại thủy mộc và hà bé đại dương vua thủy đại dương ở đây cô chính hiển linh thì cho những đứa đương gà ngày hôm nay buổi trưa này sẽ lên thiên tiền tài rực rỡ. Thì trong đứa gà này để mà hiển linh thì cô hãy cho những đứa lên đấy, cũng như xin kèo thành công rực rỡ, mọi sự tật bệnh được tiêu trừ. Nam Mô Phật. Thì tôi tiếp tục để mà xin kèo ngày hôm nay buổi trưa này. Rồi, thì lập mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc về ở trong đây. Qua trứng gà này cũng như hiển linh ngày hôm nay thì ai có lọc đây để mà tờ lễ cô chính và các chơi gì ở đây. Không không, ngày nào người này cũng gió bão bùng và tiếng gió ầm ầm tại này. Không không, không một, không hai, không ba, không bốn, không năm, không sáu. Rồi, đèn tự nhiên tắt rồi. Quay trời bão bùng ở đây. Tiếp tục 07. 08. 08. Trời gió. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Vẫn chưa đứng. 18. 18. Đèn tắt tiếp rồi. Và tiếp tục 19, 20, 21,
và 22. Vẫn chưa đúng. Và 24. Và 26. Và 27. Ba mươi mốt. Ba mươi hai. Vẫn chưa đúng. 35. Ngày hôm qua 37 để đứng. Và ngày hôm nay sẽ đứng linh thiêng số nào? 38. Ba mươi chín, bốn mươi, bốn mươi mốt, bốn mươi hai. Nãy giờ thật lâu chưa đứng. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Rồi, hiện tại thì 48 đã đứng rồi. Đó. Đã cho dựng đứng ngày hôm nay. 48 thì ở đây. Đã dựng đứng và ngày hôm nay 19 tháng 12. Và đã dựng đứng trên gà này 48 tại nơi lặng bài này. Và cô đại chính giang linh thì ở đây lọc mua vé số miền Nam, miền Trung, miền Bắc 48 84. Thì cô đại chính linh 248 và ở đây coi lọc đem tài lệ cổ chính này qua các chữ gì ở đây lại qua sự thông tin rất là nổi gì kìa. Thì tôi sẽ đốc tiền vàng bạc này. Do tắt đèn rồi, do lên và đang tắt đèn, điều gì sẽ xảy ra ở đây? Rồi thì nhân vật này để mà ta lại đấy không có gì. Qua thành tiếp.
Rồi thì nhiên bạc đã tại là chiếc kỳ chi ở đây đó. Rồi hôm nay trời rất là gió luôn, quá trời gió ở đây. Thì hôm nay chúng đã đứng tại nơi này đó, vẫn còn đứng yên, gió nhưng không thể ngã nè, và đã cho dựng đứng 48 tại nơi này thì có lọc tài lệ người này đấy, thì ai có lọc đây để mà tài lệ cực kỳ linh thiêng.